Kính thưa quý vị và các bạn, nam ca sĩ Khắc Việt tiếp tục có những chia sẻ xoay quanh việc nhiều Việt kiều vô ý thức khi về Việt Nam giữa mùa dịch. Giữa mùa dịch đang bùng phát trên toàn thế giới, đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đang là nước triển khai các phương pháp phòng chống dịch khá tích cực. Thể hiện phương châm lá lành đùm lá rách, những du học sinh, kiều bào đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài được cơ quan chức năng tạo điều kiện tốt nhất để về quê hương. Tuy nhiên, một thực trạng đáng xấu hổ khiến dư luận bức xúc hiện nay đó là những kiều bào thiếu ý thức, khai báo không trung thực, dẫn đến việc kiểm soát dịch bệnh của cơ quan chức năng gặp rất nhiều khó khăn. Thậm chí có người khi trở về quê nhà còn buông lời xúc phạm, chê cơ sở vật chất, điều kiện ở khu cách ly. Sau bài viết được ủng hộ trước đó, mới đây, nam ca sĩ Khắc Việt tiếp tục bày tỏ quan điểm về những công dân vô ý thức giữa đại dịch. Khắc Việt khẳng định, mình không hề động chạm đến những công dân đang làm việc tại hải ngoại, mà chỉ muốn lên án một số người có biểu hiện tiêu cực, ý thức chấp hành kém khi về Việt Nam tránh dịch. Tôi chả có vấn đề gì với ngành neo cả. Vấn đề chính là sự nhạy cảm trúng tim đen và tự suy luận của quý vị. Ngành nông hay neo hay gì cũng là những ngành lao động chân tay. Đa số người Việt sang hải ngoại đều làm neo. Tôi chả có vấn đề gì với ngành neo. Nhưng cái suy nghĩ áp đặt của các vị bắt tôi phải có vấn đề với ngành neo, khinh ngành neo. Tôi tin đầy vị biết thừa tôi nói chuyện gì và vấn đề gì trong nước, nhưng cố tình không hiểu và lái nó đi. Vì đơn giản ở trong nước nhiều người nói quá, bức xúc quá, nên chả biết tóm thằng nào. Đây rồi, mẹ thằng ca sĩ này, mày lên tiếng hả? Tóm ngay cái thằng này để làm cái gương thị uy. Mà kể cả quý vị có làm những gì cao sang, quý vị cũng chả có quyền gì về hạch sách và phỉ báng người dân trong nước. Quý vị thấy tổn thương. Thế những người ở trong Việt Nam chúng tôi, khi nghe quý vị từ nước ngoài về chửi rủa chê bai chúng tôi lại không thấy tổn thương ư? Quý vị có biết, quý vị về Tổ quốc, qua sân bay, những xét nghiệm hay nằm cách ly, sau này hết dịch, quý vị trở lại trời Tây, những đống hoang tàn đấy lại là từ tiền thuế đóng góp của chúng tôi không? Quý vị biết tiền cách ly, đồ ăn thức uống các vị đang dùng cũng là tiền mà những người trong nước chúng tôi đóng không? Quý vị cứ thử hỏi những bạn bè Việt kiều về Việt Nam đi du lịch Hà Nội, Sài Gòn hay bất kỳ đâu, có ai gây khó dễ hay người dân khinh rẻ gì Việt kiều chưa? Quý vị sống kiểu thượng đẳng với người dân trong nước như chúng tôi, luôn coi chúng tôi trong nước là những người không hiểu biết, bị cộng sản dắt mũi này nọ. Nghệ sĩ hải ngoại về, có ai từng bị phân biệt hay bị bắt nạt ở Việt Nam chưa? Tôi tin chắc chả bao giờ có chuyện đấy xảy ra, thậm chí còn sẵn sàng giúp nhau chẳng hết. Chúng tôi, nghệ sĩ Việt Nam, không phải tất cả, thỉnh thoảng vẫn bị các vị gắn cho cái mác văn hóa cộng sản. Quý vị biểu tình khi chúng tôi đi lưu diễn. Tôi hay rất nhiều người dân Việt Nam đang bức xúc và lên án những hành vi và lời nói thiếu ý thức của một số bộ phận Việt kiều về nước. Nếu quý vị là những Việt kiều đúng nghĩa, hãy tạo điều kiện và thông cảm cho cơ sở vật chất của Việt Nam. Chắc chắn điều kiện không thể bằng nước ngoài được, và quý vị đều biết điều đấy. Nhưng khi quyết định về rồi, thì hãy chấp nhận và thông cảm cho đất nước. Tôi xin có vài lời hơi dài dòng gửi đến quý vị kiều bào như vậy. Tôi lên tiếng chả vì đảng phái hay ai ép buộc. Tôi lên tiếng vì Tổ quốc tôi, Khắc Việt chia sẻ. Kính thưa quý vị và các bạn, trên đây là những thông tin mà ca sĩ Khắc Việt tiếp tục chỉ trích những Việt kiều thượng đẳng tỏ thái độ khi về Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.